nhân Nguyên Danh này. Ngày hôm nay mình đi tiêm HPV rồi, có gì là mình sẽ đi gặp bạn của mình, một người bạn hồi cấp 3 ngồi chung bàn, hay cãi lộ với nhau lắm nhưng mà không hiểu sao lại chơi với nhau. Thì hôm nay mình sẽ đi gặp nó. Let's go. Mình là người giới huyện và bây giờ phải lên thành phố Buôn Ma Thuột thì cỡ một tiếng. Trước khi đi thì mình phải ăn cơm trưa, với lại đi tiêm mà không nên để bụng đói. Thề luôn, đợi một chuyến xe là mất 30 phút. Ngủ miếng tên ơi. Rồi tên ơi, ở nhà cái trời nó đen thui từ lùi à, mà lên đây sao nó nắng dữ rồi bay. Nhưng mà nó vẫn gió nha. Nếu mà thả tóc ra chắc không khác cái ổ quạ là bao. Mình đi tiêm buổi trưa cho nên cũng là nhanh gọn lẹ, cũng không có ai. Mà giờ nào cũng vậy á, cũng có ai đâu. Nói chung là cũng có vài người. Chỉ có thế thôi, đỡ phải đợi. Tiêm xong rồi ngồi theo dõi cỡ 30 phút. Rồi cái con nhỏ cùng bàn, học giỏi nhì lớp và học dốt nhì lớp đã gặp nhau. Hai tụi mình là quyết định đi quán cà phê, cho nên là phải mua cái gì đó để nhâm nhi cho đỡ chán mồm chán miệng. Ở đây có bán luôn cỡ vàng 999k luôn nè. Ở 9999 à, tức ghê, nó nằm trong mua vàng. Cần một sự thanh tịnh nhẹ nhàng thì chắc chắn là không bao giờ nằm trong thành phố được, phải đi xa. Con áo này, đây là con áo. Đã xa rồi còn đi chậm mà còn đi lố nữa. Mệt nó quá đi. Nó xuống chưa? Hình như nó tưởng mình điếc. Nó có cái xuống. Con hút mày chưa? Chưa. Chỗ này khá là mới nên mình thấy có một số nơi còn đang thi công với sửa lại. Vừa là quán cà phê mà cũng là quán nhậu. Sao mà tiện lợi dữ vậy trời. Ở nhà riết cũng không tốt nên lâu lâu buộc mình phải ra hóng gió hóng mát rồi đi phơi nắng cho nó có vitamin D. Béo thì làm sao mà bằng cái bịch bánh tráng me này. Mình tưởng mình đang chơi đồ hàng luôn á trời. Nhưng mà hấp dẫn nha. Ngon nhất nhất con bà Bảy. Mời mọi người. Không hiểu sao có thể lấy bánh chấm mắm ruốc chấm kem tươi luôn á trời. Tiếng suối róc rách mình nghe có thấy thanh tịnh hay không? Lên gì đây?